Giới xã hội dân sự tưởng niệm một năm vụ Cộng sản Việt Nam tấn công Đồng Tâm. Thưa quý vị, hôm 9 tháng Giêng vừa qua thì giới xã hội dân sự đã đồng loạt đăng bài tưởng niệm vụ tấn công võ trang Đồng Tâm của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam xảy ra vào đúng một năm trước. Vụ tấn công khiến cho ông Lê Đình Kình là thủ lĩnh của người dân Đồng Tâm đã bị thiệt mạng. 8 tháng sau biến cố này thì một phiên tòa được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tổ chức với phán quyết tuyên án tử dành cho hai người con trai của ông Kình và một bản án chung thân dành cho cháu nội của ông. Nhà văn Vũ Hữu Sự đã viết trên một trang cá nhân rằng cho đến nay thì kẻ ký lệnh đều 3.000 quân tinh nhuệ với vũ khí và phương tiện tối tân đến làng Hoành vào đêm ngày 8 rạng ngày 9 tháng Giêng của năm 2020 vẫn chưa dám lộ mặt để trả lời cho nhân dân về lý do đã điều quân tấn công một ngôi làng không có bất cứ một người dân nào vi phạm luật pháp vào ban đêm để mà giết người, phanh bụng người, bắt người giữa thời bình.